Đây là những con dúi mà sinh sản vào mùa đông thì như tôi cũng không phải bóng sưởi như nhiều trại khác mà cũng chỉ là che đậy kín gió. À, khu vực này thì là phải tránh âm thanh và tiếng ồn quá lớn, cũng như là tránh người lạ ngó nghiêng. Đối với những con dúi 3 tháng tuổi như thế này thì sẽ có giá là 9. Nông thôn làm giàu. Xin chào bà con. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loài vật nuôi đem lại lợi nhuận kinh tế cao, trong đó điển hình là các giống động vật hoang dã như con dúi má đào Thái Lan và con dúi mốc đại Trung Quốc. Chúng không chỉ đem lại lợi nhuận về mặt kinh tế, mà chúng còn góp phần làm phong phú thêm ngành ẩm thực ở nước ta. Sau đây, xin mời quý bà con cùng tham quan trang trại chăn nuôi các loài động vật hoang dã của anh Bùi Văn Định, có địa chỉ tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, để tìm hiểu cụ thể về tập tính sinh trưởng và kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi từng loài vật này. Để từ đó, bà con định hướng phát triển kinh tế cho mình trong năm 2024. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Xin chào quý bà con. Tôi tin tự giới thiệu, tôi tên là Định, là một người chăn nuôi dúi, có địa chỉ tại khu Cầu 2, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Thì qua video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ tới bà con đã và đang có ý định chăn nuôi con dúi những cái lưu ý đặc biệt là quan trọng để giúp cho cái quá trình chăn nuôi và phát triển đàn dúi thành công, để từ đó đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Từ cái kinh nghiệm chăn nuôi thực tế nhiều năm ở trang trại nhà tôi, thì tôi xin lưu ý cho bà con 8 cái điều cơ bản nhất trong cái việc chăn nuôi dúi. Lưu ý đầu tiên mà anh Định muốn gửi đến bà con đó là chọn dúi giống. Theo anh Định, hiện nay đang có 4 loài dúi được nuôi ở Việt Nam, trong đó có 2 loài mà bà con không nên nuôi làm kinh tế, đó là dúi má đào Lào và dúi mốc đại Việt Nam, và 2 loài dúi đang được nhiều hộ chăn nuôi tin tưởng, nhân nuôi phổ biến nhất hiện nay là dúi má đào Thái Lan và dúi mốc đại Trung Quốc. Còn lý do vì sao? Thì ngay sau đây, anh Định sẽ giải thích chi tiết với quý bà con. Cái lưu ý đầu tiên là tôi muốn lưu ý cho bà con là về cách chọn giống dúi để gây nuôi. Thì như bà con đã biết, hiện nay là có 4 cái giống dúi. Giống dúi thứ nhất là cái giống dúi mốc của Việt Nam, thứ hai là giống dúi má đào của Lào, 3 là giống dúi mốc đại Trung Quốc, và 4 là dúi má đào Thái Lan. Thì trong 4 cái chủng giống dúi này thì bà con không nên lựa chọn cái chủng giống là dúi mốc của Việt Nam và dúi má đào của Lào. 2 cái chủng giống này thì có trọng lượng rất là nhỏ và sinh trưởng và phát triển là rất là chậm. Đối với 2 chủng giống dúi là mốc đại Trung Quốc và má đào Thái Lan thì đây là 2 cái chủng giống là rất là phù hợp đối với trong cái môi trường nuôi nhốt, và nó sinh trưởng và phát triển rất là tốt, trọng lượng cơ thể rất là to. Đối với mốc đại Trung Quốc thì trọng lượng đạt trung bình từ 3 đến 3,5 kg. Và đối với dúi má đào của Thái Lan, trọng lượng đạt là từ 5,5 đến 6 kg. Và trong cái môi trường nuôi nhốt thâm canh cao như ở trại của nhà tôi đây thì rất là phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao trong cái việc sinh sản và cũng như là cái giá trị thương phẩm đem lại. Vì vậy, khi lựa chọn giống dúi để gây nuôi thì bà con chúng ta nên lựa chọn dúi mốc đại của Trung Quốc hoặc là dúi má đào của Thái Lan, đặc biệt là dúi má đào Thái Lan. Anh Định chia sẻ thêm, đối với bà con mới nuôi thì chỉ nên bắt những con dúi 5 tháng tuổi trở lên, vì ở độ tuổi này sẽ phù hợp với bà con chưa có kinh nghiệm, tránh được tối đa hao hụt con giống trong quá trình nuôi. Và cũng theo anh, trên thị trường hiện nay, dúi từ 3 tháng tuổi trở lên đến dúi hậu bị đang có giá dao động từ 700.000 đến 4 triệu đồng. Còn giá cụ thể như thế nào? Thì tiếp theo, anh Định sẽ chia sẻ chi tiết bảng giá con giống như sau. Về giá thành dúi giống của 2 cái loại chủng giống này, hiện nay trên thị trường sẽ có giá là như sau.
Đối với những con dúi 3 tháng tuổi như thế này thì sẽ có giá là 1,5 triệu trên một con. Những con dúi với cái loại 4 đến 5 tháng tuổi thì sẽ có giá là 2 triệu trên một con. Với loại dúi giống được đạt 6 tháng tuổi thì sẽ có giá là 3 triệu trên một con. Những con dúi mà đã đạt được 7-8 tháng tuổi như thế này thì giá của nó sẽ là 3,5 triệu trên một con. Những con dúi 8 tháng tuổi như thế này thì là sẽ có giá là 3,7 triệu đến 3,8 triệu trên một con. Còn đối với dúi mốc đại của Trung Quốc với loại 3 đến 4 tháng tuổi này thì giá con giống sẽ là 7 đến 800 nghìn trên một con. Những loại 5-6 tháng tuổi thì sẽ có giá là từ 800 đến 1 triệu trên một con. Những con dúi mà 7-8 tháng tuổi thì giá thành con giống đối với dúi mốc đại Trung Quốc thì nó sẽ là từ 1 triệu đến 1 triệu 2 trên một con. Bà con có thể tham khảo. Riêng đối với dúi hậu bị thì giá con giống sẽ là từ 4 triệu trở lên. Một điều nữa là khi đi lựa chọn cái dúi giống về để gây nuôi thì đối với những bà con mà đã có kinh nghiệm chăn nuôi dúi rồi thì bà con chúng ta có thể lựa chọn những con dúi giống ở cái tháng tuổi nhỏ. Nhưng với những bà con mà mới bắt đầu nuôi dúi, chưa kinh nghiệm thì chúng ta nên là bố trí cái tài chính để bắt những con dúi giống đã được 5 tháng tuổi trở lên. Lúc này dúi đã cứng cáp, khỏe mạnh, sẵn ăn sẵn lớn. Vì vậy khi bà con chúng ta bắt về để gây nuôi thì sẽ tránh những cái hao hụt không đáng có. Về điều lưu ý thứ hai, cách làm chuồng trại, anh Định cho biết khi thiết kế các ô chuồng, bà con nên để ý đến vấn đề nhiệt độ trong khu vực nuôi, cần thiết kế chuồng sao cho ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Và cũng theo anh, hiện nay mỗi nơi sẽ có nhiều kiểu chuồng nuôi dúi khác nhau, còn riêng tại trang trại của anh thì đang sử dụng các loại gạch đá hoa cũ, vừa để tiết kiệm chi phí và dễ dàng lắp ghép thành các ô chuồng. Cái lưu ý thứ hai là cái lưu ý về chuồng trại trong chăn nuôi dúi. Thì đối với chăn nuôi dúi thì chuồng trại cũng không cần đòi hỏi quá là cầu kỳ. Bà con có thể tận dụng những cái lều lán chuồng trại không sử dụng đến để chăn nuôi dúi. Tuy nhiên bà con phải chú ý về mùa hè thì chuồng trại của chúng ta đảm bảo làm sao không được oi nóng quá. Thì nếu như nhiệt độ trong chuồng nuôi về mùa hè quá oi nóng, vượt quá 37 độ thì dúi sẽ sinh trưởng và phát triển kém, đặc biệt là đối với những con dúi mang thai đang trong quá trình sinh sản thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng là sẩy thai và không cho con bú, dẫn đến là hao hụt trong cái quá trình chăn nuôi. Về cách ghép những cái ô chuồng để nuôi nhốt dúi thì bà con chúng ta là hiện nay là có nhiều cái phương pháp ghép ô chuồng. Tuy nhiên để hiệu quả và tiết kiệm nhất là chúng ta nên ghép ô chuồng nuôi nhốt dúi bằng những cái viên gạch men loại thải như bà con thấy ở nhà tôi đây. Tuy nhiên khi ghép những ô chuồng thì bà con chúng ta nên là quay những cái mặt sần vào trong, đặc biệt là cái mặt đáy chuồng thì chúng ta cũng quay cái mặt sần này lên trên. Cái việc này là sẽ có cái tác dụng là chống luồng ẩm tốt hơn vào mùa nồm. Và mặt đáy khi mặt sần quay lên thì dúi sẽ không bị trơn trượt khi ghép phối, và những con dúi nội con tranh bú thì nó cũng không bị trơn. Và về mùa đông thì ô chuồng cũng sẽ ấm áp hơn. Đối với lưu ý thứ ba thì khi làm chuồng nuôi dúi, bà con nên bố trí một khu vực yên tĩnh, tránh âm thanh lớn quanh khu vực gần chuồng trại, và cùng với đó là hạn chế tối đa người ra vào dòng ngó, nhất là dúi đang trong thời kỳ sinh sản, chúng rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Cái lưu ý thứ ba là cái lưu ý về khu vực chuồng trại của khu vực sinh sản. Thì dúi là động vật hoang dã, tuy đã được thuần hóa rất là nhiều đời, tuy nhiên là khi sinh sản thì bản năng bảo vệ con trỗi dậy rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy nên là khu vực sinh sản thì bà con phải bố trí ở một khu vực yên tĩnh, riêng biệt. Khu vực này thì là phải tránh
âm thanh và tiếng ồn quá lớn, cũng như là tránh người lạ ngó nghiêng, và cũng đặc biệt là những người mà có cái mùi nước hoa thì khi rúi sinh sản lên nó rất là kỵ. Và đặc biệt là những người mà đi đám hiếu, đám tang về thì chúng ta cũng không nên đi vào khu vực sinh sản. Đặc biệt với những con rúi mà mới sinh thì chúng ta cũng hạn chế cái việc dòm ngó thăm nom quá nhiều. Chỉ khi nào thật cần thiết thì chúng ta mới nên ngó nghiêng. Có một vấn đề trong quá trình chăm sóc rúi sinh sản vào mùa hè và mùa đông. Rúi là loài động vật hoang dã, chúng rất khỏe và có sức đề kháng rất cao. Tuy nhiên, để đảm bảo rúi mẹ chăm con được thuận lợi, bà con nên đảm bảo được nhiệt độ chuồng vào mùa hè không quá nóng, và khi vào mùa đông, cần phải đủ kín đáo để gió lạnh không thể trực tiếp lùa vào trong chuồng. Đặc biệt là một vấn đề nữa là khi rúi sinh sản vào mùa hè thì không như những con rúi ở những khu vực khác, nhiệt độ của chuồng sinh sản luôn đảm bảo là nhiệt độ là không được vượt quá 32 độ. Nếu như nhiệt độ nóng quá thì là sẽ dẫn đến cái hiện tượng là không ôm con, bỏ con, mất sữa. Chính vì vậy bà con phải lưu ý cái việc giảm chống nóng cho rúi sinh sản vào mùa hè. Còn đối với mùa đông thì bà con lưu ý là phải che chắn kín gió, kín đáo, và riêng những cái ô chuồng nhốt rúi thì bà con sẽ đậy kín như thế này. Chúng ta nên đậy bằng cái bìa cắt tông vì bìa cắt tông nó sẽ ấm hơn và cách nhiệt cũng như là nó có hút ẩm tốt hơn. Đây là những con rúi mà sinh sản vào mùa đông thì như tôi cũng không phải bóng sưởi như nhiều trại khác mà cũng chỉ là che đậy kín gió. Đến với lưu ý thứ tư, nguồn thức ăn của rúi. Anh Định chia sẻ, rúi là loài thuộc họ gặm nhấm, thức ăn của chúng chủ yếu là các loài thực vật, và những loại thức ăn này đã được anh chia ra làm 3 nhóm riêng. Nhóm 1 là các loại thức ăn thô và khô, còn nhóm 2 là các loại thức ăn có chứa nhiều nước, và nhóm 3 là thức ăn chứa tinh bột. Vậy 3 nhóm này gồm có các loại thức ăn gì? Thì ngay sau đây, anh Định sẽ chia sẻ cụ thể với quý bà con. Cái lưu ý thứ tư là cái lưu ý về thức ăn cho rúi. Thì thức ăn cho rúi thì có thể là phân làm 3 cái nhóm thức ăn chính như sau. Nhóm 1 là thức ăn thô và khô, là gồm có là thức ăn là tre là chính. Những thân cây có đốt như là cây lau, cây sậy, thân cây sắn và đây là thân cây chít. Đấy, và cái nhóm thứ hai là cái nhóm bổ sung nước cho rúi, gồm có là những cái thân cây nhiều nước như là thân cây tre non hoặc là thân cây mía, thân cây cỏ voi. Đấy là những thức ăn mà bổ sung nước cho rúi. Và cái nhóm thức ăn bổ sung tinh bột cho rúi là gồm có là như là ngô khô, ngô tươi, cơm nguội trộn với lại bột tre, hoặc là cơm nguội có thể trộn với lại cám gạo hoặc là trộn với bột ngô đều được nhé bà con nhé. Những cái củ sắn, củ khoai đều có thể cho rúi ăn được. Ngoài ra chúng ta có thể cho ăn thêm những cái củ quả mà có tính đắng chát như là chuối xanh. Chuối xanh này là cũng một đắng, có tính đắng chát nên là cũng giúp điều tiết cái hệ tiêu hóa của rúi rất là tốt. Và ngoài ra thì về cái mùa hè nắng nóng thì bà con chúng ta phải bổ sung thêm nước cho rúi, đặc biệt là vào những cái hôm mà nắng nóng thì bà con cũng chú ý là trong nước cho rúi uống thì chúng ta nên là trộn thêm các vitamin. Cụ thể ở đây là như nhà tôi đây là trộn hòa thêm là cái gói B Complex. Với lưu ý thứ 5 là cách ghép phối sinh sản. Theo anh Định, khi rúi đến tháng tuổi thứ 9, thứ 10 thì sẽ bắt đầu có biểu hiện lên giống động dục. Tuy nhiên, để đảm bảo tỷ lệ ghép đôi giao phối thành công, bà con nên để rúi đến tháng tuổi từ thứ 11 đến thứ 12 thì mới cho ghép phối giống. Ngoài ra, trước khi ghép đôi, bà con nên chọn rúi được có tháng tuổi lớn hơn và trọng lượng cơ thể phải to hơn rúi cái. Vậy vì sao rúi từ 11 tháng đến 12 tháng tuổi mới có thể bắt đầu ghép đôi được, và ở giai đoạn này có cần bổ sung những thức ăn gì? Thì xin mời quý bà con
đến với những chia sẻ tiếp theo của anh Định sau đây. Cái lưu ý thứ 5 là cái lưu ý về cách ghép phối cho rúi sinh sản. Thì về cái lưu ý này thì tôi xin chia sẻ với bà con là mấy cái vấn đề như sau. Khi rúi được 9-10 tháng tuổi là rúi đã có cái biểu hiện liên giống, động dục và con rúi đực đã có biểu hiện muốn được giao phối. Tuy nhiên lúc này chúng ta không nên ghép phối một cách vội vàng, mà chúng ta nên ghép phối khi rúi đạt cái tháng tuổi từ 11 đến 12 tháng. Lúc này các cơ quan sinh sản của rúi đã phát triển hoàn thiện thì mới nên ghép phối. Chúng ta có thể chậm 2-3 tháng nhưng cái hiệu quả sinh sản về sau là rất tốt. Khi ghép phối thì bà con chú ý là nên ghép con cái sẽ có trọng lượng cũng như tháng tuổi nhỏ hơn con đực. Con đực sẽ có tháng tuổi lớn hơn và có trọng lượng cơ thể to hơn con cái một chút. Thì từ cái kinh nghiệm thực tế chăn nuôi ở nhà tôi đây thì khi ghép như vậy thì sẽ đem lại cái hiệu quả ghép tốt hơn. Về cái vấn đề dinh dưỡng trong những cái ô chuồng ghép phối thì ngoài những cái thức ăn bình thường ra thì chúng ta nên là bổ sung thêm cái ngô tươi cho rúi trong cái ô ghép này để tạo bổ sung những cái dinh dưỡng tốt nhất để cho rúi lên giống ghép phối hiệu quả và từ đó sẽ thụ thai và đẻ sai con hơn. Sau khi quá trình ghép đôi giao phối diễn ra được khoảng 7 đến 10 ngày, bà con nên xách rúi cái lên và kiểm tra. Nếu thấy bên tí của con cái có biểu hiện màu hồng, thì bà con nên tách rúi cái sang một ô chuồng riêng và tiếp tục theo dõi thêm khoảng 10 ngày nữa. Sau khi rúi cái đã có biểu hiện rõ ràng đậu bầu, thì lúc này bà con nên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để rúi mẹ có đủ sữa để chăm con. Và đây cũng là lưu ý thứ 6, chăm sóc rúi khi đã đậu bầu. Cái lưu ý thứ 6 là tôi muốn lưu ý cho bà con là cách chăm sóc rúi khi rúi đã đậu bầu và mang thai. Thì khi chúng ta ghép vào được 7 đến 10 ngày kiểm tra mà thấy con đực con cái mà nó không còn quấn quýt nhau nữa, mà khi thấy kiểm tra vú của con rúi cái mà thấy có cái biểu hiện là có màu hồng, khả năng rất cao là rúi đã đậu bầu, thì chúng ta nên tách rúi cái ra một cái ô riêng và theo dõi tiếp 10 ngày sau. Nếu thấy vú của rúi cái ngày càng hồng đỏ lên thì là rúi đã mang thai và đậu bầu. Với chế độ dinh dưỡng của rúi mang thai thì chúng ta vẫn cho ăn như bình thường. Tuy nhiên chúng ta nên bổ sung thêm cái canxi. Đây, khoáng canxi đây, như cái canxi nhà tôi hay dùng đây là canxi khoáng vi lượng, thì sẽ giúp cho bào thai của rúi phát triển khỏe mạnh cũng như là giúp cho cái rúi mẹ không bị thiếu canxi, thì sẽ tránh được cái hiện tượng cắn con, ăn con sau khi sinh. Đến với lưu ý thứ 7, sau khi rúi cái đã đậu bầu và dưỡng thai được 45 ngày đến 47 ngày thì rúi sẽ bắt đầu sinh con. Trong thời gian này, bà con không nên tác động hay thường xuyên nhóm ngó mà chỉ nên đưa thức ăn vào như bình thường và cứ để rúi cái được sinh sản tự nhiên. Khi chăm sóc rúi sinh sản, bà con nên tăng thêm các loại thức ăn có chứa nhiều nước cùng với cám viên dành cho heo mẹ nuôi con và các chất dinh dưỡng khác. Cái lưu ý thứ 7 là tôi muốn lưu ý cho bà con là cách chăm sóc rúi sau sinh. Sau khi rúi đậu bầu được 45 đến 47 ngày, khi rúi sinh thì chúng ta không nên là tác động, hãy để cho rúi mẹ đẻ một cách tự nhiên nhất có thể. Và chế độ ăn cho rúi mẹ sau sinh thì vẫn cho ăn bình thường, nhưng bà con chú ý là cho ăn thêm những thức ăn nhiều nước như là nhiều mía hơn hoặc là nhiều thân cây cỏ voi hơn để cho rúi có thêm nhiều nước để tạo sữa. Và ngoài ra bà con bắt buộc phải bổ sung thêm cám viên dành cho heo mẹ nuôi con, và chúng ta phải bổ sung thêm cái vitamin canxi ADE để tăng cường cái khoáng chất cho rúi, để cho cái rúi con như là cái rúi mẹ phát triển tốt. Đối với những con rúi đẻ sai con 5, 6, 7 con trở lên thì rúi mẹ phải tiết sữa nhiều hơn, cho nên chúng ta nên bổ sung cái thêm đạm sữa mà của heo nái đang nuôi con có bán ở các hiệu thuốc thú y đấy, thì để cho rúi mẹ nhiều sữa hơn để đáp ứng cái dinh dưỡng cho số lượng rúi con nhiều. Khi rúi con có biểu hiện tập ăn thì chúng ta
cho dúi con tập ăn bằng những cái cành tre non, bánh tẻ hoặc là những cái thân tre, bánh tẻ trẻ nhỏ ra để cho dúi dễ dàng trong cái việc tập ăn. Hoặc là chúng ta có thể lấy những cái vùng có chít thì chúng ta có thể lấy những cái chít này là để cho dúi tập ăn. Khi mà kiểm tra mà thấy răng dúi mà có cái biểu hiện vàng ngà thì lúc này chúng ta có thể tách mẹ cho dúi con. Như đã chia sẻ ở trên thì dúi là động vật có nguồn gốc từ rừng nên sức đề kháng tốt hơn những giống động vật khác. Vì vậy, chúng gần như là không có bệnh lây theo đàn như gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể bị mắc các bệnh thông thường như bệnh tiêu chảy và bệnh viêm phổi. Đây cũng là lưu ý thứ 8 anh Định muốn gửi đến bà con. Vậy cách phòng tránh và chữa trị hai loại bệnh này như thế nào? Thì xin mời quý bà con tham khảo hướng dẫn của anh Định ngay sau đây. Cái lưu ý thứ 8 là tôi muốn lưu ý cho bà con là về là cách xử lý phòng chống những cái bệnh tật trong quá trình chăn nuôi dúi. Thì dúi là cái động vật hoang dã cho nên là cái sức đề kháng nó rất là tốt. Từ trước đến nay thì cũng không xảy ra cái dịch bệnh gì lớn với con dúi. Tuy nhiên thông thường sẽ bị hai cái bệnh chính, đó là cái bệnh tiêu chảy và cái bệnh viêm phổi. Thì đối với cái bệnh tiêu chảy nó có cái biểu hiện là kém ăn, phân ướt nát không thành khuôn và nó có mùi hôi hơn bình thường. Thì đối với cái bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa này thì chúng ta có thể cho uống bằng các loại thuốc như là thuốc Berberine hoặc là cái thuốc con nhộng đầu xanh đầu nâu mua ở ngoài hiệu thuốc Tây của người. Chúng ta hòa nước ra cho uống trực tiếp vào mồm. Thì cho uống liên tục từ 3 đến 5 ngày thì dúi sẽ khỏi. Còn đối với cái bệnh viêm phổi có cái biểu hiện là hắt xì, chảy nước mũi mà nếu mà nặng hơn tí nữa là sẽ có biểu hiện là ho, thì lúc này chúng ta là nên xử lý cho uống bằng cái thuốc Floroxi mua ở ngoài hiệu thuốc thú y, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc mà Erythromycin. Thuốc này thì là hiện là thuốc Tây dành cho người, chúng ta có thể ra ngoài hiệu thuốc Tây mua về nghiền ra hòa nước và cũng cho uống trực tiếp vào mồm của dúi. Vậy là sau 8 lưu ý mà anh Định đã chia sẻ với quý bà con, nếu có vấn đề nào mà bà con còn chưa hiểu hay muốn tìm hiểu thêm thì hãy liên hệ ngay cho anh Định qua số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Hoặc bà con cũng có thể đến tham quan trực tiếp trang trại hiện tại anh đang có mặt, có địa chỉ tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và các trang trại khác của anh ở các khu vực như là thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, nếu bà con bắt con giống tại trang trại, anh Định sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu dúi thương phẩm sau khi bà con đã chăn nuôi thành công. Như vậy, bà con đã có thể yên tâm hơn khi chăn nuôi. Trên đây là 8 lưu ý tôi chia sẻ cho bà con. Mong rằng sẽ giúp ích cho bà con trong cái quá trình chăn nuôi cũng như là phát triển đàn dúi của mình. Vì cái thời lượng có hạn nên là bà con có thắc mắc hoặc là băn khoăn gì về trong cái quá trình chăn nuôi dúi thì có thể liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại ở trên góc phải của màn hình. Xin chúc cho bà con thành công và làm giàu bền vững từ con dúi.